Trong lúc đi bộ sang đường, một người đàn ông ở Trung Quốc đã vô tình bị chiếc xe bán tải đâm trúng. Người này sau đó bị mắc kẹt dưới gầm chiếc xe, bị thương nặng phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ. Theo đó, vụ việc xảy ra tại thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 7 tháng 11 vừa qua. Hình ảnh từ đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm trên, một người đàn ông đang đi bộ sang đường ở phần đường có vạch kẻ đường cho người đi bộ. Cùng thời điểm, một chiếc xe bán tải do một phụ nữ điều khiển rẽ trái. Tuy nhiên do thiếu chú ý quan sát, người phụ nữ đã không kiểm soát được chiếc xe dẫn tới va chạm với người đàn ông đi bộ. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc sau đó đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân nâng chiếc xe lên mới có thể cứu ông lão. Sau khi được giải cứu, nạn nhân được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy xương ở lưng và chân cần được phẫu thuật. Cảnh sát sau đó đã có mặt lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc.